Trương Quỳnh Mẫn vai Tiêu Diệc Xuyên, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1997, cao 1m82 tại Quảng Đông. Anh tốt nghiệp Học viện Opera Trung Quốc, nên sở trường của anh là ca hát và đàn piano. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2015, nhưng mới chỉ tham gia chụp ảnh tạp chí và đóng quảng cáo, chứ chưa chính thức đóng phim. Anh được biết đến nhiều hơn khi có công việc diễn xuất đầu tiên là vai phụ trong bộ phim Thiếu gia Ép Ma Đừng Hôn Tôi, phần 1 và 2 vào năm 2017. Năm 2019, anh đóng vai phụ trong bộ phim Câu Chuyện Cảm Động Nhất. Năm 2020, anh đóng chính trong bộ phim hài lãng mạn Miêu Miêu Vương Phi. Anh được biết đến là người có nụ cười sảng khoái, đáng yêu với má núm đồng tiền, đôi mắt trong veo, đẹp trai như có dưỡng khí và ánh nắng, mang hình dáng của một chàng trai mối tình đầu. Phim sắp chiếu của anh là Tam Tiểu Vô Sai, Em Là Sao Trời Vĩnh Hằng, Cẩm Lý Thị Cá Kỹ Thuật Hoạt. Từ Nhược Hàm vai Hùng Thu Thu, sinh ngày 27 tháng 2 năm 1998 tại Thiểm Tây, cô tốt nghiệp khoa hoạt hình của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô là nghệ sĩ trực thuộc công ty văn hóa Trách Nhĩ. Ngày 22 tháng 4 năm 2018, cô được Thành Long săn đón và bước chân vào showbiz khi tham gia bộ phim văn học đầu tiên của anh, Nhật Ký Của Tôi, với vai nữ chính. Cô được nhận xét có vẻ đẹp tươi tắn và tự nhiên, nhanh lợi, đôi mắt long lanh như mộng mị, nhí nhảnh tràn đầy sức sống nữ tính. Phim sắp chiếu của cô là Minh Long Thiếu Niên, Hạ Hoa, Công Tử Bất Khả Cầu, phim mà cô đã tham gia Quý Ông Hoàn Hảo và Cô Nàng Tạm Được. Hách Phú Thân vai Sở Thiên, sinh ngày 17 tháng 11 năm 1999, cao 1m83 tại Liêu Ninh. Anh học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Anh bước chân vào làng giải trí vào năm 2018 và đóng vai chính trong loạt phim remake Khoảnh Khắc Rực Rỡ. Ngày 14 tháng 12 năm 2020, anh đạt giải Phong Cách 2020 Nghệ sĩ mới của năm. Ngày 23 tháng 12 năm 2020, anh tham gia chương trình Truy Tinh Bất Xuất Môn. Ngày 27 tháng 5 năm 2021, anh tuyên bố xin lỗi vì những tin đồn trực tuyến cho rằng anh đang hẹn hò với nhiều bạn gái cùng một lúc. Anh nói rằng anh đã có kinh nghiệm yêu đương, nhưng đó không phải là phiên bản hiện tại đang lan truyền trên mạng của mình. Anh xin lỗi sâu sắc vì đã chưa xử lý các vấn đề tình cảm một cách đúng đắn và sẵn sàng chấp nhận mọi chỉ trích và sửa chữa, đồng thời sẽ kiểm điểm bản thân mình hơn nữa. Anh được người trong nghề nhận xét là người làm việc siêng năng, luôn trao đổi với đạo diễn về vai diễn để đạt được kết quả cao nhất trong bộ phim. Phim sắp chiếu của anh là Giấy Tử Thi Quang, phim mà anh đã tham gia Nằm Mơ Đi Tinh Tinh, Kỳ Hồn. Lý Phái Ân vai Trần Trinh, sinh ngày 27 tháng 6 năm 1994, cao 1m83 tại Hồ Nam. Anh tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải. Ngày 23 tháng 10 năm 2021, anh đạt giải Đại sứ trợ giúp xúc tiến du lịch điện ảnh và truyền hình và liên hoan phim và truyền hình Hoàng Điếm lần thứ 8. Ngày 3 tháng 11 năm 2021, anh tham gia chương trình Quang Ảnh Tinh Bá Khách. Ngày 2 tháng 12 năm 2021, anh tham gia chương trình Phóng Gia Kính Nghiên Cứu Sở. Phim sắp chiếu của anh là Nguyệt Tận Minh, Nữ Diệp Hái Sao Trời, Tiến Lên Hàng Xóm Thiên Tài, phim mà anh đã tham gia Ngọc Chiêu Lệnh. Cống Bộ Trạch vai Vương Bác Vũ, sinh ngày 9 tháng 2 năm 2000. Anh học tại Học viện Hí Kịch Trung ương. Năm 2021, anh đóng vai Vương Bác Vũ trong bộ Ngắm Trúng Tương Lai Của Em. Ngày 4 tháng 1 năm 2022, bộ phim truyền hình mới Nụ Hôn Đầu Tiên 33 lần được khai máy. Ngày 21 tháng 7 năm 2022, bộ phim Ngắm Trúng Tương Lai Của Em được phát sóng. Vương Tinh Vĩ vai Hồng Dương, sinh ngày 22 tháng 1 năm 1997. Một số bộ phim mà anh đã tham gia: Tương Tư Ngộ, Cuộn Chúa May Mắn Của Ta, Tiêu Sái Gia Nhân Đạm Đạm Trang, Bà Nội Trợ Chí Mạng, Vương Phi Này Có Chút Đáng Yêu, Cửu Nưu Bá Chủ, Hiệp Thám Giản Bất Chi, Lớp Học Ấy. Vương Gia Manh vai Đồng Sự, sinh ngày 6 tháng 4 năm 1995, cao 1m85, anh tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Cát Lâm. Anh là diễn viên, ca sĩ, là thành viên của nhóm nhạc nam Dung. Anh là nghệ sĩ trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình điện ảnh Bắc Kinh, Thịnh Hạ Tịnh Không. Tháng 11 năm 2014, anh chính thức bước chân vào làng giải trí khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Trung Quốc Hảo Nam Nhi. Phim sắp chiếu của anh là Công Tử Bất Khả Cầu, Quốc Vương Là Nữ Nhi. Phim mà anh đã tham gia, Cửa Hàng Tạp Hóa, Melancholy, Chàng Trai Manga Từ Trên Trời Rơi Xuống, Thanh Thanh Tử Khâm, Sơn Trại Tiểu Manh Chủ, Khi Cô Ấy Yêu. Mạnh Đồng vai Sở Điềm, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1994, cao 1m67, cô tốt nghiệp qua biểu diễn của Học viện Nghệ thuật Thị Giác Thượng Hải. Cô có 10 năm nền tảng múa ballet. Trong thời gian học đại học, cô cũng tham gia qua nhiều quảng cáo cho các nhãn hiệu như ô tô, sữa trái cây, dầu gội. Vào tháng 6 năm 2014, với tư cách là người đẹp đại diện Thượng Hải, cô đã ghi dấu ấn trên đài Hồ Nam qua chương trình truyền hình Thiên Thiên Hướng Thượng. Năm 2015, cô tham gia chương trình thực tế ngoài trời Điện ảnh Tân Thanh Niên của kênh phim CCTV và trở thành một trong 16 hoa khôi của trường. Cô được nhận xét là có vẻ ngoài trang nhã, có tấm lòng kiên trì theo đuổi nghệ thuật, có chính kiến, hiểu biết sâu rộng về nghệ thuật múa và biểu diễn. Phim mà cô đã tham gia, Nữ Nhân Không Thể Công Lược, Không Thể Chạm Vào Cô Ấy, Làm Trái Tim Em Mỉm Cười, Ánh Trăng Màu Bạc.
Từ Bình Siêu, vai hình Từ Nghĩa, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1997, cao 1m88 tại Cát Năm. Anh là người mẫu, ca nhạc sĩ của nhóm nhạc Nam Đi Năm thuộc công ty tập đoàn âm nhạc Thái Hợp. Anh đã gây chú ý với những bước đi vững vàng, khí chất điềm đạm và biểu cảm lãnh đạm. Trong show diễn sau đó có Dior, anh cũng duy trì phong độ ở mức độ cao, hệt như một chàng trai trẻ trung và nãng tử. Phim sắp chiếu của anh là Miss Sunshine All The Way, phim mà anh đã tham gia, Nhị Thấp Tứ Vị Noãn Phù Sinh. Lý Hiểu Phong, sinh ngày 16 tháng 5 năm 1985 tại Hà Nam. Anh là một vận động viên thể thao điện tử chuyên nghiệp và là người sáng lập công nghệ Titanium. Anh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Thái Độ Trí Năng Thượng Hải và giữ chức vụ giám đốc điều hành. Ngày 20 tháng 6 năm 2008, bộ phim Vua Thể thao Điện tử do anh đóng đã chính thức phát sóng. Ngày 19 tháng 7 năm 2017, tại lễ trao giải xuyên biên giới của Oppo Nesne, anh đã được trao danh hiệu nhân vật thể thao điện tử xuyên biên giới xuất sắc nhất trong năm. Năm 2020, anh tham gia chương trình Siêu Tân Binh Đoàn Vận Hội Mùa 3 và Nạc Địa Thành Song với tư cách là thành viên thường trú. Vương Khả Dập, vai Hoắc Nhiên, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1994, cao 1m83, anh tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương. Anh là nghệ sĩ trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình văn hóa kịch hợp Thượng Hải. Anh không chỉ ghi dấu ấn về ngoại hình, kỹ năng diễn xuất, mà còn có khí chất của một người đàn ông ấm áp. Phim sắp chiếu của anh là Nương Tử Nhà Ta Không Dễ Chọc, Nam Yên Trai Bút Lục, phim mà anh đã tham gia, Cô Nàng Lợi Hại, Thiên Thịnh Trường Ca, Độc Bộ Thiên Hạ, Thượng Cổ Tình Ca. Tống Cát Hào, vai Đại Hải, sinh ngày 7 tháng 3 năm 1996, cao 1m78. Anh là ca sĩ nhạc pop, là thực tập sinh trong chương trình đào tạo và giáo dục nghệ thuật Chỉ Đoàn Chi Danh của đài Yuku. Lưu Tiểu Bàn, vai Tiểu Tạp, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1996 tại Sơn Đông. Anh tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc. Anh là diễn viên, MC, năm 2016. Anh tham gia ghi hình bộ phim truyền hình trực tiếp tại nơi làm việc, Nại Tê Thực Tập Sinh. Năm 2017, anh đóng vai Vua Sư Tử và Nạc Đà trong bộ phim Tây Du Ký Chi Tam Tinh Động Học Nghệ. Năm 2018, anh tham gia bộ phim Anh Hùng Tư Nhân. Trương Tinh, vai mẹ Tiêu Dược Xuyên, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1978 tại Sơn Đông. Các tác phẩm chính của cô là Yêu ở bên trái và Tình ở bên phải trong vai Trình Thải, Kế Hoạch X của Não Ngụy trong vai Cô Gái Mù Tinh Tinh, Nhất Kiến Trung Tình trong vai Tiểu Diệp Đằng. Dư Chỉ Tuệ, vai Mộng Mộng, sinh ngày 6 tháng 2 năm 1996, cao 1m69. Cô tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Điện ảnh Thượng Hải, là nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí Quả Nhiên. Cô được nhận xét là người có tính cách tươi tắn và ngọt ngào. Phim sắp chiếu của cô là Cô Gái Có Bí Mật, phim mà cô đã tham gia, Song Diện Thần Thám, Thợ Săn Tâm Trạch, Bát Bách, Kiếm Vương Triều. Vu Giới Bình, vai người quản lý phòng live stream, sinh năm 1994. Năm 2015, anh tham gia chương trình Quỷ Điểm Đăng. Năm 2019, anh tham gia chương trình Cơ Trường Trung Quốc. Phim sắp chiếu của anh là Đồ Hèn Nhát, phim mà anh đã tham gia, Kẻ Nhát Gan, Bác Sĩ Trung Quốc, Chuyến Bay Sinh Tử. Na Điền Hạ, vai Tạp Nạp, sinh ngày 30 tháng 10 năm 2001, cao 1m77. Anh là nghệ sĩ trực thuộc công ty Hỷ Ngộ Thượng Tác. Năm 2019, anh tham gia chương trình Sáng Tạo Doanh. Phim sắp chiếu của anh là Diệu Ngẫu Thiên Thành, phim mà anh đã tham gia, Sương Nạc Hữu Thức Quân, Người Duy Nhất Của Tôi, Công Tử Ta Nhất Định Sẽ Cưới Chàng, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp, Phong Nguyệt Bất Chi Thu. Hứa Tiểu Hành, vai Đại Long, sinh ngày 28 tháng 2 năm 1986, cao 1m76 tại Hắc Long Giang. Anh tốt nghiệp Học viện Kinh kịch Trung Quốc. Thời đi học, anh đã tham gia chương trình cuộc thi tuyển người dẫn chương trình toàn quốc và giành giải nhất đoàn dẫn chương trình ở khu vực cuộc thi Hắc Long Giang. Anh đã từ bỏ nhóm dẫn chương trình và tham gia cuộc thi nhóm biểu diễn và cuối cùng đã giành được giải top 10 thành viên xuất sắc nhất toàn quốc. Phim mà anh đã tham gia: Mao Trạch Đông, Đại Hào Tiểu Binh, Tuyết Vượng Hồng Ưng. Viên Gia Nghệ, vai Thi Nhã, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1998, cao 1m68 tại Quý Châu. Cô là diễn viên, ca sĩ, trực thuộc công ty văn hóa Ưu Mỹ Khả. Cô theo học trường cao đẳng truyền thông Chiết Giang, chuyên ngành phát thanh truyền hình và dẫn chương trình. Trong trường học đã bình luận trò chơi Airbox. Năm 2018, cô là thí sinh trong chương trình Quốc phòng Mỹ Thiếu Niên. Năm 2020, cô là thực tập sinh của chương trình Sáng Tạo Doanh. Cô được nhận xét là có vẻ ngoài ngọt ngào và nụ cười tràn đầy sức sống. Cô luôn mang đến cho người đối diện cảm giác ngọt ngào và sảng khoái. Trình Thực, vai Trần Y Sinh, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1985, cao 1m8 tại Nhiêu Ninh. Anh tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương. Năm 1995, anh vào đoàn hát Phủ Thuận Opera để học võ. Năm 1997, anh trúng tuyển vào chuyên ngành múa của trường nghệ thuật Thẩm Dương. Năm 2002, anh gia nhập nhà hát Nghệ Giang Mộng Quế Năm. Năm 2003, anh tham gia đoàn ca múa Nhiêu Ninh. Năm 2004, anh tham gia nhóm hát Các Chàng Trai Thời Đại Quảng Châu. Năm 2005, anh thi vào Học viện Hí kịch Trung ương. Anh được nhận xét là người chăm chỉ, khiêm tốn trong công việc. Phim sắp chiếu của anh là
Mộng Tưởng Thành, Thời Gian Hoàn Mỹ, Bố Cục, phim mà anh đã tham gia, Thế Giới Không Gian Lật, Đại Thoại Tây Du, Thanh Niên Nữ Quán, cùng một số diễn viên khác, Nữ Kiến Vĩ vai Cha Đồng Sự, Hiếu Nương vai Khải Nam, Dương Uyển vai Skill Kinh Lý Nhân, Trương Hải Vĩ vai Skill Giáo Luyện, Trúc Hâm vai On Giáo Luyện, Tôn Ngữ Hàm vai Tiểu Trương, Hà Thụy Tư vai Đội Trưởng Max, Vương Mỹ Nhiên vai Phương Văn Văn, Tiêu Hoán vai Dã Thú, Vương Giật Gia vai Hàn Băng, Cao Anh Kiệt vai Mao Mao, Ngụy Phẩm Hiên vai Ngư Đản.